Xin chào mọi người, tôi là Diễm Quỳnh đến từ luật sư X. Vừa qua thì chúng ta không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến vụ việc cháy bãi để xe vi phạm của cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã để hàng nghìn chiếc xe của người dân bị thiêu rụi. Hiện nay theo quy định của pháp luật thì các tổ chức cá nhân vi phạm giao thông đã có thể đặt tiền bảo lãnh để có thể được bàn giao phương tiện vi phạm của mình về tự bảo quản để có thể tránh các trường hợp đáng tiếc như trên. Vậy mức tiền để có thể bảo lãnh xe vi phạm về là bao nhiêu? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu lời giải đáp cho câu hỏi này trong video ngày hôm nay nhé. Và nếu như bạn có nhu cầu giải quyết các thắc mắc pháp lý có liên quan thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi với số điện thoại đang được hiển thị ngay trên màn hình. Trước tiên thì chúng ta cần xem xét tới các điều kiện để có thể bảo lãnh phương tiện vi phạm. Theo quy định của pháp luật trước đây thì để có thể bảo lãnh được các phương tiện vi phạm thì bạn cần phải đáp ứng được rất nhiều điều kiện khắt khe như là có nơi cư trú rõ ràng hay là có nơi làm việc cụ thể. Tuy nhiên thì theo quy định hiện nay, cụ thể là căn cứ theo khoản 1 điều 15 nghị định số 138 năm 2021 của chính phủ thì để có thể bảo lãnh xe thì người dân chỉ cần có đủ tiền để có thể bảo lãnh các phương tiện vi phạm của mình. Tuy nhiên thì không phải tất cả các trường hợp nào cũng có thể bảo lãnh được xe vi phạm. Có 4 trường hợp dù bạn có đủ các điều kiện thì vẫn không được bảo lãnh các xe vi phạm của mình như sau. Thứ nhất là phương tiện giao thông của vụ vi phạm là vật chứng của vụ án hình sự. Thứ hai là phương tiện giao thông được sử dụng để đua xe trái phép chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng hoặc là gây tai nạn giao thông. Thứ ba là giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị làm giả, sửa chữa. Thứ tư là biển kiểm soát giả, phương tiện bị thay đổi trái phép số khung, số máy hoặc bị xóa số khung, số máy. Như vậy thì nếu trong trường hợp mà đủ tiền bảo lãnh nhưng mà thuộc một trong 4 trường hợp nêu trên thì bạn vẫn không có đủ điều kiện để có thể bảo lãnh các phương tiện vi phạm của mình. Vậy thì mức tiền để có thể bảo lãnh phương tiện vi phạm của mình là bao nhiêu? Mức tiền để có thể bảo lãnh các phương tiện vi phạm ít nhất thì sẽ bằng mức phạt tối đa của khung hình phạt cho hình phạt mà bạn đã vi phạm. Và nếu trong trường hợp mà thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong cùng một vụ việc thì lúc này số tiền bảo lãnh thì sẽ bằng tổng mức hình phạt tối đa cho các hình phạt nêu trên. Ví dụ như trong trường hợp mà bạn điều khiển xe máy mà chống lại các yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì theo nghị định 100 đối với tội danh này sẽ bị xử phạt từ 16 tới 18 triệu đồng. Và để có thể bảo lãnh được chiếc xe máy của mình thì bạn cần phải nộp ít nhất là 18 triệu đồng. Vậy thì sau khi đã chấp hành các quyết định xử phạt thì có thể được hoàn trả lại số tiền đó nữa hay không? Câu trả lời đây là có. Nếu trong trường hợp mà bạn đã chấp hành các quyết định xử phạt hành chính thì bạn sẽ được hoàn trả lại số tiền mà đã bảo lãnh xe của mình. Và trong thời hạn là 10 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn thi hành quyết định xử phạt mà các tổ chức cá nhân vi phạm không chấp hành các quyết định xử phạt thì lúc này các cơ quan có thẩm quyền sẽ có quyền khấu trừ số tiền mà bạn đã bảo lãnh. Còn nếu trong trường hợp mà số tiền bảo lãnh lớn hơn số tiền phạt thì lúc này số tiền còn thừa sẽ được hoàn trả lại cho bạn. Hy vọng qua video ngày hôm nay đã giúp các bạn có thể hiểu thêm, giải đáp được các thắc mắc về bảo lãnh xe vi phạm. Cuối cùng cảm ơn mọi người đã đón xem video này. Nếu như các bạn thấy hay và ý nghĩa thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để nhận được thông báo cho video mới nhất nhé. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.